Anh nắng cho em Đúng rồi hỏi, ạ. em cũng đã dùng bộ dầu gội đầu ở bên của anh rồi, thế cơ mà chắc hay là em dùng không được đúng cho nên là cũng bị khô. Em phải dùng thêm vào cái ủ tóc. Bình thường là em gội cái dầu của anh xong em lại xả bằng cái xả. Đấy thì em thấy là khô, nó vẫn bị khô. Thế là em phải dùng thêm cái ủ bình thường, cái ủ ngoài nữa. Thế rồi em cũng dùng cái xịt để mọc tóc thì em thấy cũng cảm nhận là cái xịt tóc nó mọc đấy cũng có mọc tóc tóc tơ nhưng mà cũng mọc nhiều lắm. Mọc nhiều thì lại bây giờ đang là kiểu như là nó mình bị bạc ấy thì toàn thấy là tóc mọc tóc bạc thôi. Em cũng dùng cái bên bên của anh cũng dùng rất nhiều cũng phải mấy bộ rồi đấy mà giờ hiện giờ là em đang dùng. Anh ơi, anh mở mic mic của anh bị À dạ vâng, xin lỗi. Cái phần mà tóc bạc nó mọc lên ấy, cái sợi tóc con mọc lên mà lại là phần tóc bạc ấy, thì điều đó chứng tỏ là bắt đầu nó kích thích cái năng tóc của chị rất là tốt đấy. Thì còn cái vấn đề rụng ở đây ấy, thì có thể ở cái lứa tuổi của chị nó có cái nguyên nhân nội sinh nữa. Đó là vấn đề về có thể là thay đổi cái nội tiết tố hoặc là cái chế độ dinh dưỡng của mình nó trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt này này nó không đủ. Nó cũng là một trong cái nguyên nhân mà làm tăng cái quá trình rụng tóc đấy. Cho nên là nếu có thể thì chị nên thăm khám hoặc là có thể dùng thử những thực phẩm chức năng, ví dụ như viên uống để hỗ trợ cải thiện bổ sung cân bằng cái dinh dưỡng cho mình thì nó cũng sẽ cải thiện được, và đặc biệt là nội tiết tố nữa. Thì đấy là những cái mà chúng ta khi sử dụng mà chúng ta gọi là nói là điều trị thì không đúng, bởi vì thực phẩm chức năng thì không mang tính điều trị. Thế nhưng mà khi sử dụng để giúp nó cải thiện các vấn đề của chúng ta gặp phải thì mình phải xác định được cái nguyên nhân nó đến từ đâu, nguyên nhân là gì, gốc rễ của vấn đề là cái gì, thì lúc đó chúng ta mới đưa ra được cái giải pháp nó đầy đủ và nó trọn vẹn, hay là nó đem lại cái hiệu quả tốt nhất mà để giảm thiểu cái tình trạng mà chúng ta tốn kém những chi phí nó không đáng có. Thế không còn cái mà chuyện em mà dùng thì vâng cái sản phẩm em dùng của bên anh thì là nó đỡ rụng hơn nhiều chứ dạ nó không phải là nó rụng, nó đỡ rụng hơn mà em cảm nhận thấy là nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà mỗi cái là nó bị khô hay là À, tóc cái khô ấy do thì như lúc đầu chia sẻ với các chị ấy, là bản chất của cái bộ dầu gội này này nó làm sạch sợi tóc ấy. Nó làm sạch sợi tóc mà nó làm sạch nó da đầu thì nó sẽ gây một cái cảm giác là khô. Vậy thì cái dầu xả ở trong đó mình có thể dùng thay cho ủ, tức là chị có thể tăng cái thời gian là bình thường mình có thể là dùng khoảng 2-3 phút để massage xong là mình đã gội đi rồi, thì có thể mình tăng cái thời gian ủ đấy lên khoảng 10 đến 15 phút. Tức là nó là xả nhưng có thể dùng như một cái bộ ủ, như một cái sản phẩm ủ, thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng khô đấy đi ạ. vâng, đấy, Vâng em ạ. cũng phải dùng thêm ủ thêm ạ. Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh.